Ok luôn, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy con gấu nó đang ngủ say. Mình dùng cái cơ hội nó ngủ say lâu lắm rồi để mình thử dọa nó xem khi nó tỉnh. Nó nhìn thấy con này không có giật mình không? Con này như hơi nhỏ, không sợ lắm. Lúc ngủ dậy cơ. Đấy anh em ạ, đang định cho nó thì nó dậy bếp thình lình, tham ra là cái màn tròn này nó hơi lỗi gì. Tròn hổ này thì phải chờ lúc nó ngủ, nó tỉnh dậy, nó mơ màng ấy, nó mới giật mình anh em ạ. Con gấu này không sợ đâu anh em ạ, ok.